Hôm nay là chúng ta sẽ học cái bài học đầu tiên, cái bài học căn bản của những cái sinh viên đi thực tập ngoại khoa. Thì mấy em biết là cái đặc thù của ngoại khoa là gì? Đặc thù của ngoại khoa là phẫu thuật, đúng chưa? Thầy của mình á, thầy Hối á, thì có nói là gì, nhà ngoại khoa là một nhà nội khoa biết mổ. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là mình hơn khác bác sĩ nội khoa chỗ là gì? Ngoài kiến thức về bệnh học, bệnh lý, kiến thức về điều trị, nhà nội khoa còn có thêm một cái kỹ năng nữa là kỹ năng mổ xẻ mà nhà nội khoa không có. Đúng chưa? Như vậy thì mổ xẻ là một cái vấn đề quan trọng bậc nhất đối với nhà ngoại khoa, đúng không? Thì anh mổ mà không tốt, anh mổ không tốt thì anh nói cách mấy đi nữa thì kết quả cũng không có đạt được như mong muốn. Các bạn có biết là trong thế giới này có cái từ là gì không? Là mổ mồm. Có những nhà mổ ngoại khoa nói rất hay, nói rất giỏi, nhưng mà mổ thì tệ lắm, tiếng tiếng tùng lung. Như vậy để mình có thể khẳng diện mình là nhà ngoại khoa giỏi thì cái điều trước tiên là mình phải mổ cho tốt, đúng chưa? Mổ cho tốt thì ngoài cái kỹ năng và kỹ năng của riêng của nhà ngoại khoa đấy, kỹ năng phẫu thuật, thì có một cái yếu tố quan trọng góp phần vào cái chất lượng mổ là cái gì? Là những cái dụng cụ, những cái trang thiết bị phẫu thuật, đúng chưa? Thì nhà ngoại khoa phải biết rõ tính năng, ưu điểm, khuyết điểm, cách sử dụng của từng loại phẫu thuật, của một loại phẫu thuật bất kỳ nào đấy mà mình chuyên thực hiện đấy, của chuyên khoa của mình, thì mới có thể đảm bảo sự thành công của phẫu thuật. Hôm nay chúng ta sẽ học những cái dụng cụ phẫu thuật căn bản. Căn bản là gì? Căn bản là hầu hết các chuyên khoa khác cũng có thể sử dụng được các dụng cụ này, ngoài cái chuyên khoa và khoa tổng quát ra. Cái dụng cụ phẫu thuật căn bản đấy nó rất nhiều, nên chúng ta cũng mấy trăm cái loại dụng cụ phẫu thuật đấy. Những cái căn bản thì cũng có khoảng vài chục, thì bây giờ nó liệt kê từng cái một thì các bạn sẽ không có hệ thống được. Trước mắt tôi sẽ hệ thống là bao nhiêu những mấy chục loại phẫu thuật đấy, nó được xếp là bao nhiêu nhóm và tính năng của mỗi nhóm là gì. Rồi bây giờ chúng ta có tám cái nhóm dụng cụ phẫu thuật căn bản. Đầu tiên là chúng ta có dụng cụ cắt. Dụng cụ này là của phẫu thuật nào chúng ta có hết. Cắt là gì? Cắt là người ta phân tách ra cái mô đó ra, chia cái mô ra làm những cái phần khác nhau. Thì đại diện cho dụng cụ cắt là gì? Chúng ta có dao, kéo. Có bao nhiêu loại dao, có bao nhiêu loại kéo chúng ta sẽ học trực tiếp trên cái bộ dụng cụ này. Thứ hai nữa là đặc trưng của phẫu thuật là gì? Là có chảy máu, đúng không em? Nó khác với là một bác sĩ pháp y, một bác sĩ phẫu thuật, nó khác bác sĩ pháp y chỗ nào? Nó cũng phẫu tích, cũng cắt, cũng dán này nọ, nhưng mà bác sĩ pháp y là thao tác trên những người chết, cho nên không có vấn đề chảy máu. Còn bác sĩ phẫu thuật là sao? Là thao tác trên những người sống để cứu mạng người ta, hay cho nên phẫu thuật là phải có chảy máu. Thì kỹ năng và cái dụng cụ để cầm máu là một trong những cái kỹ năng và dụng cụ căn bản của nhà ngoại khoa tổng quát và nhà ngoại khoa mạch máu. Thì cái dụng cụ cầm máu này chúng tôi gọi là hemostat, đại diện là can liền, can mosquito. Thứ ba nữa là gì? Có đặc thù nữa của ngoại khoa là chúng ta có khâu, đúng chưa? Thì để cầm những cái kim khâu đấy cần phải có những dụng cụ chuyên biệt, người ta gọi là dụng cụ kẹp kim. Rồi thứ tư nữa là dụng cụ kẹp mô. Dụng cụ kẹp mô để làm cái gì? Kẹp mô để cầm giữ mô, cầm giữ mô, đối với những cái tạng rỗng. Thì cái dụng cụ kẹp mô này còn có chức năng là ngăn ngừa không cho cái dịch ở trong lòng cái tạng rỗng đấy nó trào ra ngoài, ngăn ngừa sự trào dịch tiêu hóa. Rồi có một loại dụng cụ đặc biệt
có thể xếp vào loại dịch vụ kẹp mô hoặc là dịch vụ cầm máu, là những cái kẹp mạch máu. Đúng chưa? Kẹp mạch máu, kẹp mạch máu là những cái loại dụng cụ chuyên biệt để phẫu thuật viên mạch máu người ta thao tác, người ta khô nối trong mạch máu đấy, mà không làm trong quá trình thao tác đấy không để máu nó chảy ra ngoài. Cho nên những dụng cụ đấy có thể được xếp vào loại dụng cụ cầm máu, cũng có thể xếp vào loại dụng cụ kẹp mô, đồng ý không? Rồi kế đến nữa là cái nhóm dụng cụ banh dán. Banh dán để làm cái gì? Banh dán để tạo cái khẩu trường. Mấy em biết là cái phẫu thuật của phẫu thuật phải có cái khẩu trường để phẫu thuật viên ta thao tác. Cái khẩu trường càng rộng rãi, khẩu trường càng thông thoáng, rõ ràng, ngay các mô cấu trúc nó rõ ràng thì phẫu thuật viên người ta thao tác càng thuận lợi. Như vậy cái khẩu trường là tạo khẩu trường là một trong những yếu tố quan trọng của phẫu thuật nha. Thì những cái dụng cụ để tạo khẩu trường, để tạo không gian phẫu thuật viên ta thao tác, người ta được xếp, ta xếp nó vào trong nhóm dụng cụ banh và dán. Và dụng cụ nông là gì? Dụng cụ nông là gì? Là dụng cụ dùng để làm ra những cái lỗ, những cái lỗ, những cái đường hầm tự nhiên hoặc là bệnh lý nó rộng ra để phẫu thuật viên ta thao tác trong đấy. Điển hình của dụng cụ nông là gì? Dụng cụ nông bộ tử cung, đúng chưa? Rồi bộ dụng cụ nông đường mật, đấy là những cái dụng cụ nông. Rồi dụng cụ thăm dò. Thăm dò là gì? Là những cái dụng cụ dùng để phẫu thuật viên dùng để người ta thăm dò xem cái đường hầm có đường mà có lỗ không nào đấy nó tới đâu, để người ta kiểm tra xem cái đường hầm có lỗ không nào đấy nó không tới đâu, cái đường đi nó như thế nào. Đúng chưa? Mấy bạn đã xem mổ dò hậu môn chưa? Chưa. Thì đấy, cái dò hậu môn là gì? Dò hậu môn là một cái đường dò mà một đầu nó nằm ở trong ống hậu môn, một đầu kia nó nằm ở da cái vùng tầm xương môn, cạnh cái hậu môn, cạnh cái tiền hậu môn. Thì nó có cái đường hầm giữa hai cái đầu đấy ha. Thì nguyên tắc phẫu thuật là gì? Phẫu thuật viên nó biết nó đi như thế nào, thì để biết nó đi như thế nào, cái đường hầm nó chạy như thế nào thì phải nó dùng cái dụng cụ thăm dò này. Và cuối cùng là gì? Hút. Dụng cụ hút là dụng cụ cũng gặp rất hầu hết các loại phẫu thuật. Chúng ta thao tác phẫu thuật thì có chảy máu, có tiết dịch, nên có dò dịch tiêu hóa ra, có chảy máu, nhân dân. Thì để cho cái khẩu trường được sạch được thoáng để thao tác dễ dễ thì ta có dùng một hút nha. Rồi đó, chúng ta đã biết được hôm nay, chúng ta biết được là 8 cái nhóm dụng cụ nha. Thì chức năng của mỗi dụng cụ khác nhau và cái nhóm nào cũng quan trọng nha, trong quá trình góp phần làm cho cái cuộc mổ thành công. Căn bản của nhóm dụng cụ cắt này đó là dao. Chúng ta thấy có đây có hai loại cắt dao đây. Thứ hai nữa là cắt loại kéo. Cắt loại kéo. Tôi nhắc lại tính năng của dụng cụ cắt là gì? Chúng ta phân tách các mô ra làm hai phần. Đúng chưa? Hoặc là chúng ta có thể tạo một một thẳng móc tách giữa hai cái lớp mô nào đấy trong cơ thể. Nha, thì trước tiên ta sẽ làm quen với cái dụng cụ là cái dao. Mấy bạn thấy cái dao này nó có hai loại đúng không? Cái loại thì cái phần tiếp xúc với cái lưỡi dao nó mảnh, một cái loại phần tiếp xúc lưỡi dao nó to hơn một chút. Thì cái anh này là cán dao số 4, còn anh này là cái cán dao số mấy? Số 3 nha. Thì mỗi cái loại cán dao này nó tương thích với một số cái loại lưỡi dao khác nhau nha. Có nhiều loại lưỡi dao. Có loại lưỡi dao thì dùng để đặt da, cái dao cái lưỡi nó to một chút. Còn cái loại lưỡi dao nhỏ thôi dùng để đặt những cái cấu trúc tế nhị ở trong cơ thể. Thí dụ đặt da thì chúng ta sẽ dùng cái lưỡi dao cái nó to một chút, đúng chưa? Còn để mở cái đường mật hay mở cái mạch máu hay mở cái đường liệu quản, cấu trúc tế nhị thì cái lưỡi dao phải có cái lưỡi dao tương thích. Như vậy thì mỗi cái loại cán dao nó sẽ tương thích với một số cái loại lưỡi dao khác nhau. Mà mỗi một loại lưỡi dao đấy dùng để mở, dùng để rạch, dùng để cắt một số cấu trúc mô nhất định trong cơ thể. Không thể chúng ta lấy một lưỡi dao chúng ta làm tất cả mọi thao tác được.